Trong tinh thần phục vụ quý đồng hương về y tế và an sinh xã hội, Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ sẽ tổ chức ngày hội chợ sức khỏe với sự hợp tác của hơn 20 hội đoàn trong vùng từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2011 tại Northern Virginia Community College, số 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc bác sĩ Trần Văn Sán ở số điện thoại 703-241-8811, ông Đỗ Hồng Anh, số 703-373-9333.